Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ đồ xưa tuyển chọn Hòa Dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ để bàn cho anh em mình tham khảo ha. Thì như chúc anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ để bàn có cái dáng ở Việt Nam anh em mình hay gọi là đồng hồ vai bò anh em ha. Và đồng hồ vai bò là một trong những dòng đồng hồ để bàn rất là được anh em mình chơi rất là nhiều anh em ha. Và anh em mình rất là ưa thích do nó rất là nhiều mẫu mã, đa dạng về mẫu mã, phong phú về cấu hình anh em ha. Đó, rất là nhiều mẫu mã và cấu hình để cho nó phù hợp với không gian nhà mình. Anh em có thể chơi sưu tầm rất là nhiều đồng hồ vai bò anh em ha. Anh em chơi 5-7 chiếc, mười mấy chiếc là chuyện rất là bình thường anh em. Đó, mỗi con, mỗi dáng. Nhiều cấu hình, nhiều chủng loại ha, nhiều dáng cho anh em mình lựa chọn. Ok, anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ vai bò này nó có cái gì hay. Trước tiên cũng như mọi khi em xin báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là cái thước của em nó. Con này thì đến từ nhà Verdes anh em. Verdes là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Pháp anh em ha. Và đặc biệt thì những cái dòng mà đồng hồ treo tường Verdes đó ở Việt Nam mình chơi cũng rất là nhiều anh em. Và đồng hồ vai bò thì đa số anh em thì nó đến từ Đức anh em ha. Còn riêng cái con này là đến từ Pháp anh em. À, con này là cấu hình của nó là 5 gông 5 búa trên một bảng Westminster truyền thống điểm chuông 15 phút chạy tuần anh em ha. À, đây là đến từ nhà Verdes nha anh em. Mỗi chiếc đồng hồ nó đều có cái mã số anh em. Con này nó mang cái mã của nó là VB118 anh em ha. Anh em chỉ cần đọc cái mã này là em biết đồng hồ nào rồi. VB118 ha. Cái thước chiều ngang tổng thể của nó là 75,5 anh em. Đó, chiều ngang nó tới 75,5 nha. Chiều cao là 24,5 và chiều sâu là 15 sen, đường kính mặt số là 18 sen anh em. Với một cái kích thước này thì nó cũng khá là dài nha anh em, nó khá là dài á. Đó, nó lên tới 75,5 hay gần 76 sen thì anh em mình lựa một cái chỗ nào đó nó phù hợp ha. Đấy, giá giao lưu là 5.800.000 đồng anh em ha, 5.800.000 đồng. 5.800.000 đồng bao gồm gì anh em? Bao gồm bảo hành máy lên đến 5 năm nha anh em, giấy trắng mực đen. Đó, bảo hành máy lên đến 5 năm. À, bảo hành là đúng nghĩa bảo hành nha, hư là sửa là miễn phí nha. Bên em là không có, em không có dùng những cái từ ngữ như là bao chạy hỗ trợ gì đâu nha anh em. Đó, bảo hành là đúng nghĩa bảo hành nha, và bảo hành mãi lên đến 5 năm toàn quốc nha. Đó. Rồi 5.800.000 còn gì nữa anh em? 5.800.000 bao gồm giao lắp tận nơi khu vực Sài Gòn anh em ha. Em ở Gò Vấp Sài Gòn cho nên sẽ hỗ trợ cho anh em là giao lắp tận nơi khu vực Sài Gòn nha. Anh em nào ở tỉnh thành xa là bên em free ship ha, ship tận giường cho anh em miễn phí đó. À, anh em lưu ý những cái bước giá đưa ra nó sẽ kèm những cái điều kiện gì nha anh em, rất quan trọng nha, em rất là minh bạch và rõ ràng trong vấn đề này đó. Em xin nhắc lại ha, thì cái con đồng hồ này cái chiều ngang nó cũng khá dài nha anh em, chiều ngang nó cũng khá dài. Rồi đi soi đi anh em, con này đẹp lắm anh em ơi. Anh em coi cái tay của em nè đó, anh em coi nè, nó mướt đã thôi anh em đó. Ở đây thì nó chơi hai tầng anh em ơi, nó ngang qua vậy cái nó lên một cái tầng nữa đó, giống như là cái vài con bò, cho nên là anh em mình hay gọi là đồng hồ vai bò anh em ha. Đó anh em coi vân này là vân gì anh em, đó chính là vân gỗ gụ anh em ha. Gỗ gụ, gỗ nu và gỗ sồi là ba dòng vân gỗ rất là được ưa chuộng và được ốp trên con đồng hồ ha. Đó anh em soi kỹ rồi anh em, đã rồi anh em, phê rồi anh em. À, chơi với em á, đầu tiên nhất là gì anh em, nó phải là sạch và đẹp cái đó, mọi chuyện tính sau anh em ha. Đó, anh em cứ hình dung mà mình đem những cái chiếc đồng hồ đẹp á, mình đem về nhà mình bày chơi á, sạch sẽ đẹp đó, ai vô giờ cũng thích nó anh em. Còn mà nó ghẻ chóc xù xì xấu xí nhìn nó ghê lắm anh em, nhất là bị ghẻ anh em ha. Đó, chơi đồng hồ là kỹ nhất là bị ghẻ nha anh em. Bị ghẻ nghĩa là bị sứt veneer á, sứt cái veneer này nè anh em, sứt ra thì nó sẽ bị ghẻ anh em ha. Bị ghẻ nhìn kỳ lắm nha anh em. Đó, kể cả đồng hồ để bàn hoặc là đồng hồ treo tường gì cũng vậy anh em ha, nếu mà nó bị ghẻ nhìn nó kỳ lắm, nó ghẻ chọc rồi nó sùi nó không còn thấy cái vân gỗ nữa. Mà anh em để ý cái mặt của nó phải nét căng cái này anh em ha. Đó, mặt mịn nó như là nó phải mịn, láng mịn anh em ha, láng mịn đó, như vậy á em nó mới đã anh em. Rồi đó, rất là sướng anh em ha. Rồi anh em mình tới đây, cái phần ở bên hông anh em. Ở đây thì nó chạy một cái chỉ hoa văn rất đẹp ha. Đó, hoa văn. Rồi, bên này là ốp vân gụ hết nha anh em. Và con này là nó có một cái đế của nó hình chân móng anh em ha. Anh em mình ở Việt Nam cũng hay thích cái mấy con chân móng lắm nè. Đó, chân móng nè, móng nè. Đó, đây nhìn nè, như ba cái móng cọp anh em ha. Đó, như ba cái móng cọp.
anh em coi cái vân gỗ của nó nè anh em, đẹp không anh em? Đó anh em thấy đã không, rất là phê anh em ha. Dưới đây nó còn cái chỉ nữa, con này nó cũng khá cầu kỳ nha anh em. Ở đây nó một thớt, thớt chỉ ở đây, dưới đây nó cũng đệm vô một cái hoa văn luôn. Đó, một cái thớt này. Ở đây cái vai hình con bò. Đó, đó bên đây nè anh em. Đó, đẹp hồn anh em. Soi kỹ nha. Em là tuyệt đối không bán hàng qua một hai tấm hình anh em ha. Tất cả được làm video clip rõ ràng gửi đến cho anh em mình chơi. Nhất là những anh em ở xa ha, phải có một cái cảnh nhìn trực quan nhất ha. Đó, người mua cũng vui mà người bán cũng vui nè. À, bỏ tiền ra chơi soi kỹ vô nè, soi kỹ vô. Đó, đây nè. Đẹp hồn nè, chân mỏng. Đó, đây nè. Đây này. Đó, rất cầu kỳ. Con này nó tương đối cầu kỳ nè. Đó, rồi. Tới mặt số đi nè. Đó, viền đồng kính mo nè em ha. Đó, viền đồng kính mo. Đây. Rồi, logo Vedet nè em ha. Vedet Westminster. À, 11 con bis nó là cái gì em cũng không biết ha, chứ không phải là 11 viên ruby đâu nha. Nó chỉ có hai cốt là ba lan là chạy ruby anh em ha, còn lại là sumi bình thường anh em. Đó, không cái 11 ruby này cũng không biết cái gì anh em ha, chứ không có 11 viên chân kính đâu nha. Em bung cái máy ra em coi hết rồi anh em, bung máy coi hết rồi, không có đâu nha anh em. Đó rồi anh em coi cái viền màu vàng nó đẹp không anh em. Hồi nè em, tươi tắn luôn nè em, xinh xắn luôn anh em, 10 điểm không anh em, 10 điểm anh em à, 10 điểm, cặp kim bông đặc trưng anh em, đó cặp kim bông đặc trưng của Vedet, đẹp hồi nè, đó cặp kim nó đã không, đó chơi đồ diêm nhìn nó phê lắm anh em, phê lắm phê, đó cái bàn diêm, đó cái bàn 10 điểm, quá trời đẹp anh em à. Đó anh em mình coi tới mặt sau anh em. Con này thì cái cơ chế của nó là cơ chế ba lăng anh em ha, cơ chế ba lăng. Đó. Ba lăng anh em. Thì con ba lăng thì mình tốc gì anh em mình nếu mà anh em mình muốn di chuyển về bò, anh em mình mở cái nắp lưng sau này. Anh em thỏ tay vô. Rất là dễ dàng anh em ha. Thỏ tay vô. Rồi, dở lên xoay. Đó. Đó, xoay nó một cái. À, rất là dễ dàng em ha. À, chơi nào nó cũng có cái thế của nó hết nè. Rồi mặt trước cũng đẹp thì mặt sau cũng phải đẹp anh em ha. Đó, mặt trước cũng đẹp và mặt sau cũng phải đẹp. Lúc mà anh em mình để trên bàn trà á, để nó tứ diện anh em, và cái bàn chè uống nước á, đó thì anh em mình nhìn mặt trước mặt không thì anh em mình nhìn ở trên, nhìn ở dưới lên á, nó cũng phải đẹp, nó cũng phải sạch anh em ha, chứ không phải mặt trước đẹp mặt trên đẹp cái mặt sau thấy gớm. Rồi anh em đi soi đi. Đó, đẹp thôi anh em. Ở đây á, là nó còn có một cái logo anh em ha, nhưng mà con này nó mất cái logo rồi ha. Ở đây là anh em thấy không, có hai cái dấu là cái logo, cái logo hình quả chám anh em, logo cái logo Vedet á, logo Vedet hình quả chám đó. Thì nó mất cái logo rồi. Em bán rất là nhiều đồng hồ anh em ha, cho nên là em tiếp xúc rất là nhiều, cho nên là cái nào em nói là nó sẽ có nè. Đó nè, thấy lộ là cái logo và đẹp nằm đây nè. À, rồi đây nè, đẹp hơn nè, đẹp hơn nè, sạch sẽ hơn nè, sạch sẽ hơn. Rất là sạch sẽ nè em ha, chơi gì mà nó tươm tất sạch sẽ nè, nhìn đã lắm nè. Đó, mở ra này chốt bản lời. Đây là cái chỗ khóa chuông nè em ha, ở đây nó khóa cái cánh bướm nè. Đó, này mình xoay là phá nè, phải xoay xuống là phá nè, mở lên là mở cánh bướm nè. Ở chỗ này ngắt chuông nên này mà anh em mình lộn tay phía sau xoay cũng được, xoay cũng rất là dễ nè, rất là dễ ha. Đó, nó khóa cánh bướm thôi. Đó, khóa cánh bướm rồi anh em thấy cái ba lần của nó nè. Đó, chỗ này là chỉnh nhanh chậm nè anh em ha. Đó, chỉnh nhanh chậm nè. Đó, gạt lên nè. Đó, gạt xuống chỉnh nhanh chậm ha. Này em cũng đã chia sẻ với anh em rất nhiều rồi. Đó anh em, máy và đét này nè, nó nhìn vô biết máy và đét liền em ha. Đó, logo và đét nè. Đó, đã rồi nè. Đó, nhìn rất là quen thuộc ha, y chang như là những con đồng hồ, cái bách nó nhìn như con treo tường. Rồi cần xuống. Đó, 5 cây kiếm anh em ha, 5 cây kiếm đồng. Rồi mời anh em xem chi tiết phần máy.
anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? Một chiếc máy đến từ nhà Vedep còn rất là đẹp anh em ha. Và chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em, nó cần phải được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc anh em ha. Và đó cũng là một sự khác biệt nha anh em. Anh em nên nhớ nha, bảo dưỡng một chiếc đồng hồ, một cái máy đồng hồ là khác hẳn với việc lau dầu 300.000 nha. Và bên em là cũng không có nhận lau dầu 300.000 nha anh em. Đó, bảo dưỡng một chiếc máy đồng hồ nó cũng khá nhiều tiền nha anh em, chứ không phải là đùa nha. Đó, là chiếc máy là rất quan trọng, anh em mới hình dung lên nó nhạc đấy, nó sử dụng ở nước ngoài mấy chục năm tuổi rồi. Đem về tới Việt Nam kêu nó chạy chạy gì nổi nữa nè, 10 con hồ đem về là chắc chắn 10 con lỗi luôn. Về mở ra mình can thiệp anh em ha, xử lý bảo dưỡng lại, fix cái lỗi của nó. Hiện tại ở Việt Nam á, anh em mình làm những cái chiếc máy đồng hồ này rất là tốt anh em, không phải riêng bên em ha, và ở toàn quốc Việt Nam này thợ sửa đồng hồ hiện tại bây giờ anh em ta làm rất là tốt cho cái con đồng hồ như thế này ha. Nhưng mà tuyệt đối là không có vụ mà lau dầu 300.000 xịt tầm 7 đồng bạ anh em ha. Anh em mà cái đó chỉ là vệ sinh thôi, giống như anh em mình đi chiếc xe nó dơ xong anh em mình đem vô cái tiệm sửa xe, anh em mình rửa chiếc xe mình ha. Còn nếu mà nó nói về lỗi về cơ khí anh em thì anh em mình tắm dầu nó cũng không chạy, đừng nói tới lau dầu anh em ha. Lau dầu chỉ qua vệ sinh thôi, nó gọi là dùng cái từ gọi là vệ sinh đó. Còn bảo dưỡng con đồng hồ nó khác ha. Rồi mời anh em nghe Westminster sáng cơm sườn nha. Rồi, nó quà sáng cơm sườn rồi anh em, anh em mình nghe chiều bằng nước tương nha. Ngân nga rất là hay anh em ha, ngân nga rất là hay. Quá đã anh em ha. Thường mấy con đồng hồ phải bò đứt anh em, thường thì nó dở ba búa thôi, nó quýnh điểm giờ nó dở ba búa thôi. Con này nó dở bốn búa, cái âm điểm giờ của nó cũng khá hay nè, âm điểm giờ nó cũng khá hay ha. Anh em nào đang sở hữu đồng hồ treo tường Vedep, anh em mình lấy con này về giùm em. Anh em nào đang chơi Vedep nha ha, đang sở hữu đồng hồ treo tường Vedep, anh em mình đem nó về giùm em để cho nó đồng bộ luôn anh em. Đó, cho nó đồng bộ luôn nha. Đó, ok anh em, với mức giá là 5.800.000 đồng anh em ha, đã bao gồm bảo hành và vận chuyển anh em. Đó, rất là đẹp cho một chiếc đồng hồ vai bò vai đét nha. Đó, nếu thấy hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo anh em ha. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.